Xin chào anh em YouTube nha. Thì hôm nay HD của mình về, cho nên là mình lại làm clip mình chia sẻ với anh em xem chơi cho vui. Thì cái thùng này là nãy mình lấy ra hai hũ rồi mình giao cho khách. Thì anh em thấy không? Vẫn là hàng của Best Nutrition nè nha anh em. Thì cái lô này lô cuối cùng nè. Sau cái lô này thì sẽ không còn cái tem này nữa nha anh em. Đợt này thì HD của mình về 3 vị nha anh em. Thì sô cô la, cookie với vani 3 vị. Thì cái hàng SHD này nó chỉ có 3 vị nha anh em. Vị nó không có được nhiều như là R1. R1 thì nó rất là nhiều vị. R1 thì mình đếm sơ sơ cũng phải 10 vị, hơn 10 vị anh em. Rất là nhiều vị. Còn HD này thì nó làm ít vị hơn, cho nên là cái sự lựa chọn vị nó không được nhiều như hằng kia. Mình mở ra mình xem coi ở trong nó có được, nó có tặng cho mình cái gì hay không. Mình chỉ về có mấy hũ thôi nha anh em, chứ mình không có về nhiều. Thì hết thì mình lấy tiếp ở trên nó, thì ở trên công ty nó vẫn còn đó. Nhưng mà mình chỉ nhập có 3 thùng thôi. Đây nha anh em. Đây là tem của nó nè. Vẫn là cái tem của Best Nutrition nè anh em thấy không? Công ty trách nhiệm hả? Best Nutrition có mã cào đàng hoàng nha anh em. Và ở đây nó có luôn cái mã QR nè anh em thấy không? Có mã QR nữa nè. Cái này là vị vani nha anh em. Vị này là vị vani. Đây. Vani cookie nè. Đâu rồi? Vani cookie nha anh em. Cái vị mấy cái hàng SHD này thì cái vị của nó uống sẽ ngon hơn là R1 nha anh em. R1 thì mình uống thấy nó lạc lạc, chứ nó không có được đậm đà giống như là SHD. SHD thì mình uống nó sẽ ngon miệng hơn, nhưng mà cái chất đó thì nó sẽ không bằng. Cái này nó không có tặng hoài cho mình luôn. Cái này là cái gì đây? Cái này vị cookie nha anh em, cookie cream. Hồi nãy là cái vị kia là vani cookie, còn cái vị này là cookie cream. Nó làm cái vị nó kiểu như là thằng này nó có dính líu tới thằng kia anh em. Còn cái vị sô cô la thì sô cô la gì, sô cô la pro vậy. Anh em hôm bữa mình có làm một cái clip review của vị này anh em xem rồi đó. Vị này uống rất là ngon nha anh em, khỏi chê luôn. Thì Nam mình chỉ về có bao nhiêu đây hàng, cho nên là mình làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em xem thôi nha. Khi nào có hàng gì mới về thì mình lại tiếp tục chia sẻ với anh em. Thì ở trên công ty bây giờ hàng của BBT nó về được một số quay của hàng RSB nè. Quay gì mình quên rồi. Quay protein powder của RSB anh em, thì cái quay 51/7 thì quay đó mình qua nay thì cũng có mấy bạn hỏi mình, nhưng mà mình tính là mình sẽ không nhập quay đó. Tại vì cái quay đó anh em biết sao? Hồi lúc trước mình cũng đã từng nhập về, nhưng mà bán rất là khó bán. Anh em bây giờ mua quay rất là tinh nha anh em, chứ không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì cái thông tin nó không có được nhiều như bây giờ, cho nên là bây giờ anh em mua quay rất là lựa chọn rất là kỹ. Thường là mình nên mua những cái lọ quay isolate nha anh em, như này nè, 100% nè, pure isolate nè. Mình xài những cái lọ quay isolate như thế này cho nó tốt nha anh em. Còn những loại quay plan, quay trộn thì mình hạn chế xài tới những cái lọ quay đó. Tại vì bây giờ anh em biết giá tiền thì nó còn không chênh lệch hơn bao nhiêu hết, mà trong khi đó thằng này nó 69/7 nha anh em. Còn kia nó có 51/7, rất là ít, nhưng mà giá này 1.150.000, thằng kia chỉ 1.000.000, thì thằng nào cũng tặng quà và phí ship hết. Thì anh em lựa chọn nha, thì mình chỉ phân tích sơ sơ thôi. Và những cái video này mình làm cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ mình chỉ làm một cái video ngắn như thế này chia sẻ với anh em. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye nha, hẹn anh em vào những cái video sau nha.